Nhận Đức thấy rằng là việc sanh tử trong cuộc đời là quan trọng nhất quý vị à. Không có việc nào quan trọng bằng việc này đâu. Tại vì con người chúng ta đừng có nói là tới tuổi già mình mới chết, mà là cái chết nó đến với mình rất là bất tử. Nhận Đức gặp một cái cô này, cô nói rằng con đã từng hứa với thầy, con phụ thầy làm cái chuyện đó vậy đó, mà con thấy đúng là thầy giảng vô thường thiệt, nên thầy khuyên con là đừng có hứa gì, cứ làm được thì làm đi, làm liền, dù một chút nó cũng thành cái lớn nữa, chứ đừng có hứa thành một cục rồi mới làm, có khi đến lúc được một cục cái làm không được. Giống như muốn làm cái lớn đó quý vị, muốn làm phụ thầy cái lớn đó đó, con tới ngày đó thầy đó con sẽ làm. Cô nói rằng tự nhiên tới ngày đó cái con gặp tai nạn à, cái đồng tiền nó phải đổ vào cái chuyện mà con gặp sự cố, cuối cùng con làm được, con mắc lời hứa với thầy. Nhân Đức nói thôi xóa lời hứa đi, xóa lời hứa đó phước cho rồi. Đối với Phật Bồ Tát thì cũng không có đặt vấn đề chỗ đó làm chi đâu. Phật Bồ Tát muốn cho chúng sanh có sự an lạc, có sự tự tại học Phật, chứ không phải là chấp cái lời hứa của quý vị vậy để làm cho quý vị nặng nề đâu. Nên tất cả những cái gì chúng ta hứa trong cái cuộc đời này với Phật Bồ Tát á, chúng ta làm được thì làm được thì thôi. Phàm phu như mình còn không muốn chấp chỗ đó làm chi cho người ta khổ nữa với Phật Bồ Tát. Nên có những người nói thầy ơi con lỡ hứa cạo cái đầu, hứa sẽ cạo cái đầu, mà tới bây giờ cái đầu chưa cạo được, con lo sợ, con cứ nghĩ hứa vậy rồi mà giờ chưa cạo biết tội lỗi này sao đây. Những Đức nói cô cạo cái đầu hay chú cạo cái đầu nó có lợi ích gì cho Phật không? Cái đạo Phật á, là dạy cho con người ta tốt, thì đó là cảm ứng với Phật Bồ Tát. Chứ cạo cái đầu nó đâu có cảm ứng với Phật Bồ Tát. Ví dụ như có những cái dây tròn người ta cạo cái đầu thì ta cạo đầu, còn cái dây trò của mình là không phải dây trò cạo đầu, chứ nó không có đúng vào cái chỗ ở của mình là mình cạo đầu, thì mình đừng có cạo đầu. Ví dụ như nơi nào người ta cũng tóc dài hết mà mình đi cạo đầu thì mình thấy mình khác người ta, có khi mình giống như là quái vật, nghĩa là động vật khác thường, hiểu không? Còn cái nơi mà cạo đầu mà có giá thì người ta đi cạo đầu. Trong đạo người ta đi tu người ta cạo đầu thì có giá, mà mình ở ngoài đời á, mà có nhiều người ngoài đời người ta cạo đầu thì người ta nhìn, người ta nói rằng nhìn giống ở trong đó mới ra, đúng không? Hoặc là nhìn giống thứ dữ. Nên á, cái cạo đầu nó đúng cái chỗ thì nó có giá trị dữ lắm. Nhưng mà cái cạo đầu mà nó không có cái giá trị thì Phật Bồ Tát không có chấp cái chỗ đó quý vị cạo đầu hay không cạo đầu. Lúc mình không hiểu mình lỡ hứa với Phật Bồ Tát, nhưng con người người ta còn xóa được cái câu đó không chứ Phật Bồ Tát. Ai mà đi nặng vấn đề đó làm chi cho nó mệt. Nên chúng ta bây giờ nghe đạo rồi, cái chỗ là học đạo để sửa sai, để làm tốt, để nuôi dưỡng cái tâm giải thoát, chứ không phải là chấp nặng cái chỗ cạo đầu đó. Bây giờ mình bình thường mình để tóc đó, thì mình đang sống ngoài đời ổn, mà mình ở ngoài đời tự nhiên mình cạo cái đầu, cái chồng mình nó gặp mình nó không thương, hoặc là đi làm việc này kia thì người ta thấy mình không giống người, không giống người ta, người ta thấy nó lạ. Dù mình làm đắc lực nhưng mà cái chỗ không có đúng chỗ để mình làm việc đó thì thôi mình đừng có làm chỗ đó làm gì. Miễn làm sao trong cái cuộc đời này mà mình tu hành, mình làm việc, mình sống trong cuộc đời này, mỗi vị trí nó tiện tu, tiện sống, tiện ở, rồi tiện những việc mình làm. Mình ở ngoài đời mà mình cạo đầu á thì người ta thường đặt vấn đề với mình lắm. Tu mà nói chi à,
hơn thua chi ạ? À? Nên mình còn tóc á, có gì mình hơn thua hoặc mình chửi nó một cái á, thì nó thông cảm cho mình, đúng không? Tại mình còn ngoài đời nên lâu lâu mình cũng chửi một cái chứ. Cái tức quá mà không chửi nó cũng ấm ức. Nên tức quá rồi chửi đại một cái đi cho nó nhẹ nhàng cái tâm trí, rồi tu nữa, rồi tu từ từ, rồi nó rèn thành cái lực tu. Mình đừng có chửi người ta nữa. Nếu mà mình muốn chửi thì mình cứ chửi đại đi, chứ đừng có ấm ức mình. Không có dạy gì đi làm mình khổ đâu. Mình khổ á thì không có giúp ai được cái gì. Thà mình tức mình chửi đại một cái cho nó sạch sẽ hết đi, rồi mình cố gắng mình tu nữa. Thấy không? Không, những Đức nói kiểu này á là nó phù hợp với cái căn tính mình đó quý vị. Giỡn đâu. Phù hợp á. Chứ có những người mình nói nè, tu hành mà mấy năm nay mà giờ xăng si đổ hết trơn à. Một lửa xăng thiêu rụi cả rừng công đức. Đây là cái sự nhắc nhở đó quý vị à. Chứ ai mà không xăng, nếu tu hành mấy chục năm mà xăng cái thiêu rụi cả rừng công đức, vậy thì cái pháp này chắc bản thân mình không có ai thành tựu đó quý vị. Có khi những Đức còn chữ sùm. Nên mỗi một con người mình nhận thức đi, để rồi mình thấy Phật pháp từ bi đặc biệt kia đều cho chúng ta cơ hội. Dù cái bà này cái miệng bép xét chữ tối ngày chăng nữa thì cũng đi tu được, chứ đâu phải nói bà chữ tối ngày mà đi tu cũng được. Ma cũng đi niệm Phật được, chứ đừng nói chi người. Đạo Phật từ bi nên có ác cỡ nào thì tu cũng được, tại vì ác quá mới tu. Bởi nói ngay người ta, ta phát à, đúng không? À, nên phàm phu mà kêu không nhiều chuyện sao gọi là phàm phu? Phàm phu thì phải nhiều chuyện nhiều điều, phàm phu thì phải chăm thọt tá lả âm binh. Tại sao mà mình vậy biết không? Tại vì mình đến cõi này là do cái nghiệp này đó mà mình đến đây. Mà nếu mà không chăm qua thọt lại thì nghiệp này sao tiêu? Cái nghiệp này tiêu là do chăm qua thọt lại, để rồi rèn con người nào chăng thật tu. Người nào mà muốn đời này giảng sanh thì phải bị chăm thọt, rồi mình mới an định được từ cái chỗ người ta chăm thọt đó mà mình gầy dựng mình để mà muốn xa lìa cái cõi ta bà này mà về cực lạc, hiểu không? Không, thật là 100%. Nên tại sao câu chuyện nghịch duyên á, nó làm cho cái bà đó bà giảng sanh phẩm vị cao quá vậy? Tại càng nghịch cảnh bà chừng nào thì bà càng muốn giải thoát chừng đấy. Nhiều người ở niệm ấm chăn im thì mình không có muốn giải thoát đâu quý vị à. Mình không muốn đi về cực lạc đâu. Mình phải gặp trở ngại trùng trùng trong cuộc đời. Làm một cái chuyện thế gian thôi mà người thầy, người cha mẹ còn rèn người đó. Muốn trở thành một con người làm việc cho công chúng, người đó phải dữ dằn lắm. Phải chịu đấm ăn soi, chịu đủ chuyện. Một cây sắt mà còn phải bị lửa đốt, sắt búa đập thì mới tạo ra một cái dụng cụ để mà sử dụng trong cuộc đời. Không chỉ là một con người phàm phu nghiệp trước của vô lượng kiếp tạo đầy dẫy, mà nếu không có một cách gì để bào mòn cái nghiệp đó thì sao chúng ta làm Phật? Nên mỗi một con người mình tu hành, chúng ta phải nhớ rằng cái cõi này là cái cõi mà không vừa lòng, không vừa ý. Cái cõi này là cái cõi không cần biết ơn. Tại vì cái cõi này là không cần biết ơn nên cái cõi này gọi là cái cõi hư. Đa phần là hư. Những Đức tại sao mà những Đức giảng kỳ cục quý vị? Tại sao giảng kỳ cục như vậy? Những Đức nói cho quý vị nghe nè. Thấy một công đoạn người ta trên mạng, cái công đoạn mình coi mình nói không có cái gì, nó tào lao đừng có nói.
Vậy mà người ta coi 18 triệu người. Một công đoạn mà lợi ích như vậy nè, coi giỏi lắm, nó cho chừng vài chục ngàn người. Quý vị coi cho 20 ngàn người cùng với 18 triệu người, quý vị so sánh đi, để nó bằng căn đi. Thì quý vị coi cái kiếp nạn nhân sinh này, đây là đúng rồi. Cái buổi nó không có làm một cái gì, nó tào lao, đừng có nói nữa. Hai vợ chồng nó giả bộ quýnh lộn với nhau, nó quay lại, nó bỏ lên, vậy mà ta coi 18 triệu. Còn cái buổi này người ta coi được 20 ngàn, quý vị nghĩ gì sao hả? Vậy thì quý vị coi cái cõi này, cái ác người ta thích cỡ nào chưa? Cái tào lao người ta thích cỡ nào chưa? Nên cái cõi này nếu chia sẻ Phật Pháp mà không có một chút tào lao vô thì không có người nghe. Đúng không? Tu vậy chứ tào lao quá mà. Mình tào lao, những đứa cũng tào lao nữa. Không, càng tu rồi càng suy nghĩ đúng là thông cái tâm vô cùng. Nó thoải mái gì đâu. Tại vì mình là cái dạng tào lao. Tào lao bất xế. Nó từ trẻ cho tới già, già rồi hai thứ tóc cũng còn tào lao nữa. Cũng chưa nghiêm túc gì đàng hoàng đâu. Hiểu không? Công nhận không? Cứ chấp nhận vậy đi thì thoải mái. Chứ đừng có đặt vấn đề mình tốt quá. Mình tốt quá mình phiền não dữ lắm. Tại vì mình đặt vấn đề mình tốt quá nên cuối cùng ai mà nói mình cái là tốt quá mà, nên phiền não dữ lắm. Còn mình tào lao quá mà nói mình câu, mình nói A Di Đà Phật, nói thì sao mà nó đúng cái ghê. Thấy không? Nó từ nơi đó tào lao mà. Nếu không tào lao thì sao đến cõi này? Nhiều đời nhiều kiếp đã cúng dường cho Phật, đã niệm Phật rồi mà còn đi đến đây. Làm vợ người ta đẻ khổ đau thì cũng dạng mà nghe Pháp mà cũng tào lao. Đi đến chùa tu tu mà cũng nhiều chuyện nhiều điều. Gặp ai gách quần gách áo cũng chăm chích. Hiểu không? Cái dạng tào lao đó đó mà chúng ta quay về đây hoài nè, rồi ông thầy ngồi nói đây cũng tào lao nữa. Chứ đúng ra Tây Phương Cực Lạc đến thì đâu phải tầm thường. Hiểu không? Thôi mình cứ nói mình tào lao đi để mà nó hòa nhập cùng với tào lao. Rồi thấy tào lao nào hơn chút thì mình học tào lao đó. Hiểu không? Vậy đó, nó cũng thấy an lạc, tự tại. Hiểu không? Quý vị cứ nghĩ đi, khi Kinh Vô Lượng Thọ mà Đức Phật thiết á, thì A Xà Thế dẫn dòng họ Hoàng Thăng Quốc Thích và những người làm quan đến để nghe Đức Phật thuyết pháp. Vừa nghe Đức Phật nói về thế giới cực lạc, về bổ nguyện của Di Đà, thì trong đó người của nhóm A Xà Vương Tử đều phát nguyện con sẽ thành Phật giống hệt Phật A Di Đà. Thì Đức Phật ngài thọ ký, tại vì Đức Phật có tha tâm thông đầy đủ, ngài biết trong tâm tư của những người này nghĩ cái gì hết, thì ngài khỏi đợi những người này nói, những người này nghĩ gì thôi. Thì Đức Phật nói ta thọ ký cho tất cả những người đang ngồi đây đều sẽ thành Phật giống hệt Phật A Di Đà. Nhưng những người này vừa nghe tịnh độ mà phát nguyện lên như vậy là họ đã từng cúng dường cho 400 ức Phật trong vô lượng kiếp. Cúng dường cho 400 ức Phật trong vô lượng kiếp thì mới nghe được thế giới cực lạc, nghe được Kinh Vô Lượng Thọ. Mà phát nguyện của họ là phát nguyện gì phải không? Tương lai họ thành Phật sẽ giống hệt Phật A Di Đà. Cái câu này đáng sợ lắm. Tương lai, vì hãy suy nghĩ cho thật kỹ đi, tương lai là chừng nào? Họ chưa phát nguyện đời đó của họ luôn á. Dù là họ gặp Phật, họ nghe nói tới thế giới cực lạc, nghe bổ nguyện, nhưng mà họ nói họ tương lai họ sẽ thành Phật Y Gan Phật A Di Đà, thì Đức Phật sẽ quyền ký cho họ là tương lai. Phải như chúng ta mà trong lúc gặp Phật như vậy thì chúng ta nói dạ bạch Đức Thế Tôn, đã trôi lăn cho vô lượng kiếp khổ đau quá rồi Đức Thế Tôn ơi,
đời này con gặp Phật rồi, con nguyện đời này con niệm Phật, xin Đức Thế Tôn quyền ký cho con đời này về Cực Lạc làm Phật giống hệt Phật A Di Đà, đúng không? Phải chi mà họ phát nguyện như vậy thì quá đặc biệt, nhất định Đức Phật sẽ nói lành thai lành thai cho nhóm A Xà Vương Tử đã phát lên lời nguyện này để làm nên là chúng sanh trong đời sau học theo lời nguyện này. Nhưng mà họ lại phát nguyện là tương lai thành Phật Y Ran, Phật A Di Đà. Và tương lai là chừng nào? Vô lượng kiếp. Chừng nào thành Phật sẽ giống hệt Phật A Di Đà, chứ không phải đời này của họ. Nên tất cả chúng ta nghe công đoạn này cái chúng ta phát nguyện đừng có học theo nhóm A Xà Vương Tử, vì họ là những bậc Bồ Tát, họ làm được điều đó. Ta là phàm phu khổ quá rồi, đời này con xin nguyện nghe được thế giới Cực Lạc, nghe bổn nguyện Di Đà, con xin phát nguyện đời này của con tín nguyện kiên cố niệm có Phật hiệu, đời này của con phải về thế giới Cực Lạc. Ai cũng phát cái nguyện vậy chứ, nghe không? Đó. Nên nếu không thì chúng ta đi làm kẻ tào lao nữa. Mà đời này tào lao còn gặp nghe gì nè, chứ những đời kiếp sau tào lao chưa chắc được ngồi nghe gì đâu. Dù là ông thầy ông giảng tào lao nhưng mà chưa chắc cái vị gặp được ông thầy giảng tào lao này của những đời kiếp trước sau này đâu, chưa chắc á, cho vị biết á. Nên bây giờ phải nắm bắt cơ hội này để đời này phải về thế giới Cực Lạc. Nên mỗi một con người chúng ta nên hạ mình một chút đi, đừng có cho mình là tu hành giỏi gì, để cái ngã đó nó nếu không khéo nó hạ gục mình đó. Vì mình cứ cho mình tu hành giỏi nên cái hạ gục là mình hạ gục mình. Nếu như mình nghĩ mình còn nhiều tào lao lắm, nhiều chuyện lắm, thị phi lắm, đó, ăn nhiều lắm, ngủ nhiều lắm, ham đẹp lắm, ham tùm lum lắm, mình nghĩ vậy thì mình nói với lương tâm mình gì nè? Nếu cứ như vậy thì trôi lăn vô lượng kiếp khổ đau không có điểm dừng. Cũng vì cái nghiệp này mà con phải chăng thật nương vào bổn nguyện của Phật. Con đã thấy con rõ ràng lắm rồi, con là cái dạng tào lao hết nói nổi. Nên con phát nguyện phải nương vào cái nguyện của Phật mà con tu, nhất định con bám chắc cái nguyện này để con niệm Phật. Con không thể nào bỏ cái nguyện cầu sanh Cực Lạc được. Con phải gầy dựng cái tính tâm tính nguyện cho cực kỳ mạnh. Đây là cái quan trọng nhất của cuộc đời của con, hiểu không? Gầy dựng mà được như vậy thì thôi, cả đời này niệm Phật sao mà thay đổi. Bây giờ những đứa hỏi tất cả quý vị nè, mỗi một người chúng ta nếu bỏ tịnh độ, quý vị có cơ hội nào tu các pháp khác vô được? Trời ơi, có một câu Phật hiệu đi đứng nằm ngồi niệm đây mà có khi mà cứ quên trước quên sau hoài, ngày nào cũng nhắc nhớ ai với Phật nhớ Tây Phương Cực Lạc. Dạ, bấm tim nhưng bấm tim cũng quên nữa. Cảm ơn thầy, xin đảnh lễ cung kính cảm ơn, không có giảng sanh, niệm ai với Đà Phật mới giảng sanh. Vậy mà quên hoài, có câu Phật hiệu mà còn quên hoài nè, không chi mà nói cái chuyện cao xa. Câu Phật hiệu là đi đứng nằm ngồi ở đâu cũng có thể tu được đó, vậy đó mà còn quên trước quên sau hoài nữa đây, không chi mà thêm mà có làm được cái gì đâu mà thêm. Giờ chúng ta ngồi trong đây là hỏi mình đi, quý vị nói thêm cái gì đó mới tiêu nghiệp. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa, đã là phước sanh vô lượng tội diệt hà sa mà không chịu niệm danh hiệu Phật. Nếu mà chân thật nhớ Phật thì nghiệp gì mà không tiêu. Nhưng mà mình không chịu nhớ Phật mà mình nói chắc
chưa có đủ nên nó chưa nhớ. Giờ nhà Đức hỏi quý vị, ví dụ như chúng ta thương ai, chúng ta thương một người, dễ thương hơn là thương hơn, hay là thương nhiều người? Một người mình thương dễ hơn, mình nhớ một người nó dễ hơn là nhớ nhiều người. Một lúc mà mình nhớ hai ba người mình thấy mình cũng thê thảm lắm, cái tâm mình nó phân tâm lắm. Ví dụ như ngày xưa mình có người yêu, mà mình có hai ba người yêu đi, mình không bao giờ một buổi lễ nào mình đi chơi với người yêu mà vui chứ. Tại vì sao biết không? Mình đi chơi với đứa này mình sẽ canh thời gian để tranh thủ để mình đi tìm đứa kia. Chứ nếu như lễ mình không dẫn đi một lượt ba đứa nó bỏ mình sao? Nên từ nơi đó mà mình phân thời gian ra mình để mình đi cho đủ ba đứa. Dù mình tính là giờ này 8 giờ phải đi tới 9 giờ rưỡi phải đi về liền. Nên mình ngồi mình cứ nhìn đồng hồ hoài nên tâm mình không có quy nhất được một đứa. Nên không có đứa nào mình đi chơi mà nó vui chứ mà mình lại lo nữa. Đi ra ngoài thì sợ mấy đứa kia thấy. Nên từ nơi đó mà mình thấy mình bất an lắm. Nếu như mình chỉ có một đứa một thôi thì mình đi với đứa này toàn tâm toàn ý. Mà mình chung thủy mình lại yên tâm. Mình đi ra đường mình cũng khỏi cần bịt khẩu trang, tại mình đâu có sợ ai nhìn thấy mình. Thấy là một đứa là thấy ngon nhất. Vậy thì mình tu mà mình chuyên tu một câu Phật hiệu này mà mình niệm thì được hơn, ngon hơn là mình niệm nhiều Phật chứ. Đúng không? Nói vậy dễ hiểu quá trời. Là do không chịu hiểu. Có nhiều người người ta nói thầy giảng sao mà dễ hiểu quá trời dễ hiểu. Viết rồi không có nghe chút nào. Nhà Đức nói thì thôi, dễ hiểu mà không chịu nghe. Vậy thì nghe cái gì? Là nghe khó hiểu. Nhân Đức nói tôi ngu dữ lắm. Nếu hỏi tôi ai nói cái gì mà tôi khỏi cần động não, và ai nói mà tôi phải động não cho loạn tâm nát óc, thì tôi đi ngu lắm mà tôi cũng chọn nghe cái mà không cần động não, khỏe hơn. Đúng không? Ví dụ như chúng ta ăn một cái muối sầu riêng, nếu như ai mà mổ sầu riêng sẵn mà đem muối để lên dĩa cho chúng ta ăn á, thì chúng ta vẫn thích hơn là bắt mình phải đi mổ trái sầu riêng. Vì thấy rõ ràng bị mổ trái sầu riêng có khi bị gai sầu riêng đâm tay, nhưng kẹt quá không ai mổ trái sầu riêng thì mình phải đi mổ. Nhưng nếu có người ta mổ sẵn để đem cái muối sầu riêng ra thì nhất định chúng ta sẽ chọn là ăn muối sầu riêng mà đem ra sẵn. Đúng không? Ví dụ như bây giờ mình đi qua sông mà có người bơ thuyền qua để rước mình qua sông, mình lên đò mình ngồi, mình lên thuyền mình ngồi để người ta đưa mình qua sông ngon hơn là mình nhảy xuống sông mình lội qua sông. Nhưng mà lạ thay, trong cái cuộc đời này có nhiều người lắm, họ thích lội qua sông. Họ nói lội qua sông cho nó có cảm giác, để có nghĩa khí một chút, để mình là người dữ dằn chút. Thôi dưới sông biết đâu có cá mập cá sấu làm sao, nó lũm mình. Mình chưa qua tới bờ kia thì nhìn lại chỉ còn có chiếc áo trôi phất phơ trên mặt nước. Người ta nói trời ơi ông Hiền ơi, ông đã mất tiêu rồi. Nãy tôi nói rồi, leo lên thuyền đi, không chịu đâu, đò nhảy xuống sông lội. Trời ơi, bây giờ ngay bến đò này là làm phần mộ cho ông, thịt xương cũng tan nát, còn chiếc áo tả tết. Thấy khổ chưa? Phải chi mà leo lên thuyền ngồi, người ta bơi đưa qua sông thì mình qua sông ngon lành nữa. Này đi nhảy xuống sông mà lội. Bây giờ mình ngu nhất đi, khỏi cần suy nghĩ nhiều. Không mà thường là những người ngu như mình nó lạ, nó không muốn suy nghĩ. Thì mình lại biết chọn cái đơn giản. Tại vì mình nghĩ nó đơn giản. Giống như có một lần Nhân Đức ngồi nói chuyện với một anh em thông minh. Nhân Đức hỏi 0+0 là mấy? Thì họ nói không lẽ là không. Nếu là không vậy đố làm gì? Người thông minh. Xong người thông minh này cứ lưỡng lự, Nhân Đức hỏi thêm bên kia một người không thông minh. Nhân Đức hỏi 0+0 là mấy?
Người không thông minh không cần suy nghĩ, nói là không. Thằng kia nói chợ là không, vậy mày đố chi vậy? Thì vậy mới là đố. Không cộng không là không. Nó đã là không thì nó làm gì có một. Hiểu không? Một mà cộng không nó mới là một. Chứ nếu không cộng không thì nó là không. Không thì làm gì có một. Mà người thông minh thì nghĩ rằng nó sẽ là một. Mình hỏi một ở đâu? Do từ ông thông minh mà hại ông. Còn cái người mà không thông minh, không cần suy nghĩ, trả lời liền không. Thì đúng rồi, không. Thấy không? Pháp môn tịnh độ này nó đơn giản cũng như không cộng không vậy. Mà mình thì không chịu, không chịu tiếp nhận, mà mình đòi phải là một. Đòi một thì là khổ rồi. Phải chi là không thì quá dễ. Pháp môn tịnh độ là đơn giản, không biết gì mà chỉ cần chân thật niệm Phật thôi thì là giảng sanh thù thắng. Hiểu chưa? Còn phân tách pháp này, pháp kia, pháp nọ, thiếu đủ tùm lum thì là mình muốn tranh cạnh như Phật rồi đó. Chúng ta là phàm phu phải biết mình là phàm phu đi. Hãy làm cái việc mà Phật biết mình là phàm phu, rồi Phật tiếp dẫn mình dễ nhất. Làm đi. Tại sao mình muốn đi làm cái khó? Nên mỗi một người chúng ta trong đây tào lao dữ lắm. Từ nơi đó mà không niệm Phật là tào lao này không có lối thoát luôn. Thôi cố gắng niệm Phật đi ha tào lao. Thấy không? Nó có bà kia bà nói câu nè: dạ thưa thầy, con mỗi ngày chữ chồng, chữ con, chữ luôn mẹ chồng luôn thầy. Ra buôn bán thì chữ luôn khách hàng. Con chữ tá lả âm binh, con chữ giết rồi con chữ gạo, con chữ nước, con chữ rau, con chữ tùm lum. Con đi đến chùa con chữ luôn thầy. Vậy con xin thầy, con hỏi thầy, con người hung dữ như con niệm Phật có được giáng sanh không thầy? Nhưng Đức nói rằng nguyện thứ 18: chúng sanh nghe danh hiệu A Di Đà Phật, chí tâm tin ưa niệm danh hiệu A Di Đà Phật, đến khi mệnh chung chỉ cần niệm A Di Đà Phật thì ngày rước. Chứ ngài có nói thêm những chuyện khác. Nhưng mà bây giờ những Đức tin chắc 100% với cô. Cô niệm giết cô hết chữ. Bây giờ cái miệng cô niệm Phật, cô lấy gì cô chữ? Tại vì cô không niệm Phật nên cô mới chữ. Nên cái pháp môn tịnh độ này là cái pháp môn phi phàm lắm. Tại vì sao? Vì cái miệng chữ tá lả âm binh là do cái tâm nó không có hướng đến Phật. Có nhiều người nói câu: thứ gì đâu có niệm Phật, nó niệm hơn là chạy đua. Có miệng không có tâm. Những Đức nói trong cái cõi này một ngày mà cái người mà có miệng không có tâm niệm Phật không biết được mấy người. Họ mỗi ngày họ đếm tiền, họ chữ lộn, họ bấm điện thoại, họ nói tào lao, không biết bao nhiêu người nữa. Nên người này có miệng mà không có tâm thì cũng quá ngon. Quý vị công nhận không? Những Đức cũng mong quý vị có miệng đó mà tối ngày sáng đêm không có tâm, thử coi giết nó có tâm không biết. Đúng không? Bây giờ Những Đức hỏi quý vị đã từng yêu một người nào chưa? Đúng không? Có mà. Như vậy thì khi quý vị nghĩ tới người yêu, nghĩ trước hay nói trước? Chúng ta toàn là nghĩ trước không à. Ai nói nhớ người yêu cũng là nghĩ nhớ người yêu trước, rồi mới nói tôi nhớ người yêu quá. Ví dụ như bây giờ Nhân Đức dự định tổ chức chương trình Phật Đản, vậy Nhân Đức hỏi quý vị là Nhân Đức nói trước hay là nghĩ trước? Nghĩ trước là suy nghĩ làm sao để tổ chức chương trình Phật Đản, rồi mới thông báo lên là tổ chức chương trình Phật Đản. Bây giờ Nhân Đức có nói là
chương trình Phật Đản, 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 thì cũng là nghĩ trước mới đọc nhanh như vậy. Toàn là nghĩ trước, mà cái nghĩ chậm hay cái nghĩ nhanh? Cái nghĩ chậm thì nó niệm chậm, cái nghĩ nhanh thì nó niệm nhanh. Chứ làm gì nói có miệng không có tâm? Nếu không có tâm làm sao có miệng, đúng không? Nên có những người họ nói không có hiểu chút nào chứ, ngộ ghê. Nhưng Đức nói với vị nghe, dù quý vị có chạy lăng xăng vì niệm Phật đi chăng nữa, giống như thiếu cung kính vậy, nhưng mà nó thật sự nó cũng từ tâm mà phát ra. Bây giờ Nhưng Đức hỏi quý vị, một cái người nó hát nhạc rap, nó vừa hát nó vừa nhảy như con khỉ mất phong, quý vị hỏi nó đi, nó nghĩ trước hay nó hát trước? Cái tâm của nó nghĩ quá nhanh vì cái thuộc bài hát này quá nhạy. Nó nghĩ đến mức mà nó nghĩ xẹt 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 luôn, rồi nó hát xẹt xẹt xẹt, rồi nó nhảy xẹt xẹt một lúc luôn. Là do vì cái nghĩ của nó quá thâm nhập, nó nghĩ quá sâu nên nó mới hát nhanh và nó nhảy luôn một lúc, mà ba thứ mà nó kết hợp thành một, hiểu không? Nên những Đức nói cái người mà niệm Phật nhanh là cái người này nhớ Phật dữ lắm, hiểu chưa? Nếu như chưa có nhớ được sâu thì không có niệm nhanh được. Giống như mình mà nhớ ai nhiều, mình sẽ nhắc tên người đó thường xuyên. Mình nhắc ai nhiều là mình sẽ nhớ người đó nhiều đó, hiểu chưa? Thôi bây giờ mình cũng không dám nhắc ai luôn. Nhắc ai thì người ta nói tại sao nhớ người đó hoài. Thôi mình cứ nhắc Phật tử phước cho rộng, mình cứ nên kêu Phật tử về chùa tu, chứ đừng có nhắc tên ai hết. Hiểu chưa? Nó nên thật sự mà nói, trong cái cuộc đời này những Đức tu hành với cái việc những Đức muốn mình giữ những ngày tháng bình an của cõi lòng. Bây giờ về đây nghe giảng vậy đó, rồi muốn làm gì đó làm đi. Tôi khuyên hết lòng, tôi phải chạy về cực lạc trước này. Quý vị muốn ta bà ha thì kể quý vị, muốn thích vòng vòng tam quốc chạy đo, đông chạy tây thì kể quý vị đi. Còn mình mỗi người mình hiểu thì tự gầy dựng cho tốt. Dù ngồi đây hay ngồi đâu gì đó, ta kể quý vị cứ làm sao gầy dựng đi. Cứ nghe ông thầy giảng vậy trong tâm mình, ai với đào Phật, ai với đào Phật, con phải về cực lạc thôi, hiểu không? Đó, nó không mặt trái nó cũng có cái hay lắm quý vị. Những Đức nghe một cái công đoạn, một người huynh đệ cùng thờ Những Đức mười mấy năm tu hành, mười mấy năm thì chắc chắn nó cũng phải có cái tốt này, nó cũng phải có cái xấu, hiểu quý vị? Nhưng khi mà mình không ở nữa thì toàn là nó xấu không? Quý vị nghe kinh nghiệm nghe. Rồi xong á, cái người Phật tử cúng dường thì cũng có tâm, nhưng mà cuối cùng đụng chuyện nó thành xấu luôn. Nó xấu hết trơn luôn quý vị. Thấy chưa? Nó thôi, cố gắng niệm Phật đi. Tâm đắc tôi quá. Rồi bắt đầu cái gì cũng cúng dường. Rồi mai mốt tôi hẳn thầy. Ghê lắm. Nó trở tay không kịp. Thôi, chúng ta là cùng sống để làm những việc gì đó trong cái cuộc đời này nó ý nghĩa thôi. Còn mỗi con người thì cố gắng mà đi về cực lạc. Đó là niệm Phật á. Hiểu không? Tại vì sao? Vì thấy rõ ràng rồi. Như về hổm chùa mình cũng có một ông sư huynh Nhân Đức, huynh đệ ông đi. Nhân Đức cũng định lên, Nhân Đức cũng chọt ông, xử ông ở đó chứ giỡn đâu. Nhưng mà nhờ cô Phật tử, cô ngồi đây nè, cô lợi cô nhắc, cô nói dạ thưa thầy, anh em huynh đệ sống chung với nhau, họ đi thì thôi duyên của họ, mình đừng có nói họ nghe thầy, nói Phật tử nó phân tách dữ lắm, kẻ thương người ghét, tội lỗi của Phật tử tăng thêm. Mình nói cho cảm ơn cô ghê tính, ngày mai chữ không rồi đó. Đây là mình nói mình luôn á quý vị. Thấy chưa? Mình tu tu cũng phải nhờ người ta nhắc mình, mình cảm ơn ghê. Mà đặc biệt là những Đức nghe lời nghe. Chứ rồi ơi, dưới cương vị những Đức hướng dẫn mà lỡ nói câu nói đó, những Đức chữ cho mà nghe. Muốn dạy đời tôi hả? Nhưng mà mình phải nghe người ta rồi mình mới được lợi ích, thấy chưa? Chứ nếu như mà mình lên mình ngồi mình sát phạt huynh đệ mình, Phật tử người ta cũng đánh giá mình, người thương kẻ ghét,
Người thì nói này nói kia nói nọ, nó vẫn không bằng là mình thà đừng có nói cái gì. Thà đừng nói cái gì, mình xếp gọn lại luôn đi. Còn thí dụ như giờ nếu mà đời những đứa có đệ tử, mình tín nhiệm nó mà sau này nó tự nhiên nó làm ngược lại cái tâm tư của mình, chỉ vậy nó. Nếu bây giờ mình lôi nó ra mình xử lý nó, đúng không? Mình sợ nó đi chỗ này chỗ kia, nó làm phiền phức người này người nọ và mang tiếng tới mình, khỏi đi quý vị. Mỗi người người ta đều có góc độ nhìn, thế gian này ai cũng có sự thông minh, những đứa hiểu rồi. Thấy ai cũng thông minh, ai đi làm không phải thì người ta chịu tội không phải của họ, ai bị gạt đó là nhân quả của họ, chứ không có dính dáng cái gì đâu. Tại vì mình dạy là dạy tốt, còn người ta đi làm xấu đó là chuyện của người ta. Mà người ta có chữ mình đi chăng nữa thì nhân quả mình cũng đã từng làm học trò người ta, mình làm gì. Bây giờ đến lúc mình làm thầy người ta, mình cũng phải chịu cái quả báo này. Hiểu không quý vị? Cái nhân quả ba đời thông suốt mà. Nhân quả là công bằng. Nên có câu hay nè: đừng đòi hỏi công bằng ở cuộc đời này, mà hãy tin nhân quả công bằng. Hiểu chưa? Đừng đòi hỏi công bằng trong cuộc đời này, mà hãy tin nhân quả công bằng. Nghe không? Không mà những cái điều chia sẻ bây giờ từng câu từng chữ nghe nghe thấm á, chứ không giỡn đâu. Những đứa coi qua, những đứa thấy tại sao cuộc đời mình đã vô lượng kiếp mình ngu quá trời ngu. Những đứa cũng cái miệng này nó cũng bếp xếp nên bị khổ về thân. Từ hôm nay mình nói nhất định phải hạn chế lại luôn. Thôi kệ đi, làm được tốt thì cứ làm. Không có muốn nói nữa, cứ nói vậy đó, nói giảng gì nè. Ai làm được tốt thì làm, không làm thì thôi. Mình lo mình đi về cực lạc đó. Hiểu không? Biết sao mà chúng ta gặp nhau mà vui vẻ, mỗi ngày có đồ ăn ngon cùng ăn, mình cười nhau, mình niệm câu Phật hiệu là mình hạnh phúc quá rồi. Chứ bây giờ mình đòi hỏi cái cuộc đời này người ta phải tốt làm sao đó để người ta thành tựu con đường giảng sanh. Tôi gì mấy người, họ đâu có cần đâu, họ còn chửi mình nữa, còn ghét mình nữa. Tuy mình là gì họ mà họ ghét mình thì gì làm gì. Thôi mình giữ những ngày tháng bình yên nó còn hạnh phúc hơn nữa. Nên Hòa Thượng ngày gầy như đứt đúng. Ngài nói, tôi nói thật sự cái duyên của ông rất là dày. Không phải đơn giản một người bình thường mà làm được như ông làm đâu. Tôi công nhận là ông nhiều đời nhiều kiếp ông tu. Chứ thêm một cái nữa, ông đã học nhiều trong nhiều đời nhiều kiếp rồi. Bây giờ ông lên ông giảng là ông giảng hoài vậy đó. Tôi nói này tôi nói thật, nhưng mà ông cũng có cái tính khí dữ quá. Nà, ông khi ông giảng là ông cũng dữ dằn quá. Nên có nhiều người có khi người ta không thích ông. Tôi rất là lo. Tôi rất là lo đó. Nên thôi điều chỉnh lại, để sau này ai cũng thương hết, thì ông có thể gánh vác cái gia nghiệp của Như Lai hết cuộc đời. Nên những đức thấy rằng Hòa Thượng mình ngày mới rèn được những đức. Có người những đức thì không thể nào người bình thường khác rèn được. Nói không dễ nghe, nó phải mạnh mẽ những đức lắm những đức mới chịu nghe. Có người những đức sống thì thật sự sống tình cảm dữ lắm, nhưng mà cũng rất là cứng rắn chứ không phải chuyện đơn giản. Người bình thường khác thì không nói được. Hãy người lớn hơn những đức dữ lắm, quá lớn hơn những đức thì được. Chứ người mà ngang ngang với những đức, nói những đức thì một hai câu những đức nghe. Chứ lên lớp dạy đời rồi có ngày những đức quýnh. Kỳ cục lắm vậy, nó cũng xỉ ấy sang si, nó nói là tào lao. Nên mấy cô Phật tử mà đến mà nhắc nhở phải đứng xa xa. Ôi thôi mà nhắc mà đưa cái mặt gần, tôi lỡ ai biết lúc tôi nóng, tôi chọt cái xịt máu cam. Mình cứ nói trước vậy đi, lỡ vậy thì thông cảm. Thầy cũng nói trước rồi, có gì mình góp ý thì mình đứng ra xa dịnh luôn mũi lại. Hiểu chưa? Không mà Nhân Đức là người chịu nghe lắm á, không có giỡn đâu. Nói cái gì về suy nghĩ à, tính Nhân Đức là suy nghĩ lại. Làm gì làm, nói gì nói, nhưng mà về suy nghĩ lại. Giống như gầy Nhân Đức giống không nghe đó, nhưng mà về cho tới suy nghĩ là từng câu từng chữ à. Suy nghĩ lại rồi thấy đúng mà làm à. À, nên những đức cũng dễ dạy lắm, không phải khó đâu. Không, mình cũng mong chúng sanh ta dạy mình đi quý vị. Nếu mình được nhiều thầy dạy mình tốt.
Nếu mà chấp nhận vậy thì nó mới là người hay, người giỏi gì sao. Có cái chú đó nhắn tin nhắn nói nè: thầy công nhận là tôi nói thầy giỏi thiệt, thầy giảng pháp công nhận là cái duyên của thầy dạy thiệt luôn. Tôi thấy hồi xưa tới giờ là tôi thấy duyên của thầy công nhận dữ thiệt, người ta phải đi chỗ này chỗ kia quá trời luôn ta mới có được cái duyên với chúng sanh dữ dằn thầy ở một chỗ. Mà duyên của thầy giảng pháp, tôi thấy cái pháp hội nào thầy chia sẻ người ta quá trời đông, công nhận duyên thầy dạy thiệt. Tôi nói thầy, thầy chỉ cần mà giảng nhẹ lại một chút thôi là thầy dữ dằn lắm, không bao giờ. Giảng nhẹ lại một chút thôi mà bây giờ như Đức giảng gì là cũng hơi nhẹ đó. Theo đó như Đức ưa la sùm phải không? Tuy vui nhưng mà Đức cười la sùm phải không? Nhưng mà có nhiều người ta không thích. Nó nói sao ông thầy mà gì? Nhưng nhiều người thích lắm, mà trong đó vẫn có những người không thích. Không, bây giờ mình màng gì thì thôi cũng không nói không được. Giống giảng như nói chuyện như thế gì, mà nói nó lại nghe cũng thấy nhẹ nhàng thấm á. Chứ không có cười quá cũng mệt á. Cười mà háo hức quá nó cũng mệt. Không mà những Đức mà làm trò quý vị cũng cười lăn ngửa mà, đúng không? Thì thôi, có những lúc thí dụ như nhà ăn hay gì không có quay phim gì hết thì những Đức chọc cho cười thả ga. Nhưng mà thôi, trên chánh điện thì chúng ta cũng cười vừa vừa, cười nhẹ nhàng, đúng không? Giống như cười tỉ tê. Cười dữ quá khi thấy nó mệt. Không, ở những buổi giảng mà những Đức cười dữ quá những Đức cũng mệt quý vị. Nó cũng mệt đó chứ không phải giỡn đâu. Mình mà giảng kiểu này giảng hoài cũng thấy mệt, mà nó cũng thấy thoải mái vụ giỡn đâu. Thôi quý vị, trong cái cõi này mình tồn tại vẫn là hay hơn ha. Thà quý vị vui la rai mà vui cả đời còn hơn quý vị vui quá mà quý vị mắc những Đức sớm, đúng không? Nên từ nơi đó, thật sự mà nói, trong cái cuộc đời này đặc biệt tốt nhất là đừng nên đụng chạm với ai là hay nhất. Chúng ta nói chuyện thì chỉ là một cái phương tiện, đừng có dính dáng cái gì người ta muốn nói mình cũng không có được, đúng không? Nên tốt nhất và thượng khuyên, ông cứ khuyên Phật tử niệm Phật thôi, khuyên Phật tử tu hành là chính nhất đó. Có cái duyên vậy rồi, cái nền, những cái gì cần nói hồi đó tới giờ cũng nói hết trơn rồi, đúng không? Nên tuần trước chủ nhật những đứa có nói một câu là tất cả những cái nói ngày xưa giảng mà có đụng chạm ai á, là những cái đó là chúng ta là giống như là những lời tham khảo bắt đầu từ mùng 3 tháng 3 phải không? Mùng 3 tháng 4 đúng rồi, 7 điểm đó của chủ nhật tuần trước đúng không? Đó là từ đó dài, bây giờ là chúng ta sẽ giảng nhẹ nhàng. Còn những cái kia quý vị muốn coi vậy bị coi, muốn tham khảo gì đó tham khảo, nói hết trơn rồi đó. Không, con người phàm phu mình nó đúng quý vị, nó gì nè. Nên có một câu mà một bậc này cũng là bậc vĩ nhân á, thế giới không vậy đâu. Ông nói một câu gì nè quý vị, những Đức từng nhớ khi đọc qua. Ông nói một câu là ông chờ muốn xử lý tôi như thế nào cũng được, nhưng đừng bao giờ cho tôi một thằng bạn nói thẳng khuyết điểm của tôi. Kinh khủng không? Nghĩa là ông chờ muốn xử lý tôi như thế nào cũng được, nhưng đừng cho tôi một thằng bạn nói thẳng khuyết điểm của tôi. Ghê không? Phàm phu mình là kinh chưa? Tuyệt đối không thích nghe khuyết điểm của mình. Ghê không? Đa phần chúng ta chấp nhận sai để đi đọa lạc, chứ không bao giờ chịu ai nói khuyết điểm của mình cả. Nhưng Đức khuyên quý vị, nếu quý vị là người thật sự giảng sanh, muốn giảng sanh, thì hãy vui sướng khi người ta nói khuyết điểm quý vị đi. Nhớ nghe, nếu như quý vị không vui sướng chỗ này, quý vị sẽ hoàn toàn tích lũy độc dược đó, hoàn toàn tích lũy độc không. Còn những cái tốt để người ta khen là mắt sạch, còn tất cả cái ác đều giữ lại cho bản thân mình hết. Hãy tự suy nghĩ rồi gác chân lên chán suy nghĩ, chọn cái gì cho phần mình, hiểu không? Nếu như quý vị thật sự muốn giảng sanh về cực lạc thì hãy suy nghĩ cho thật là kỹ những gì chúng ta chia sẻ ngày hôm nay. Quý vị hầu gì cũng thấy thoải mái quý vị. Nên hòa thượng như ngày dạy như Đức, ông đem kinh Vô Lượng Thọ ra ông giảng cho tôi, đem kinh A Di Đà ra giảng, không có được nói với bà bầu bà đẻ nữa nghe.
Nói bị người ta nói, người ta thương thì cũng thương nhiều, người ta nghe người ta cũng được lợi ích lớn, nhưng mà có một hai người người ta vẫn không chịu. Không chịu là tại sao ông thầy ông giảng mấy cái điều đó nhiều quá, hiểu không? Thôi mình cũng giảng hồi đó giờ nhiều rồi, nhưng mà nó nói lâu lâu cũng ghé lại một chút. Tại vì mấy cái đó là nhân sinh đang dính quý vị. Nhân sinh họ đang dính, họ không có đường cỡ mở ra, hiểu không? Mình nói nhẹ thôi, đừng có nói sâu quá. Nó lướt qua thôi, lướt qua chơi thôi. lướt chơi là cũng được, đúng không? Hồi đó giờ nói nhiều quá, muốn cần nghe thì nghe lại những bài pháp cũ, đầy đủ dữ lắm luôn, thấy không? Đó, nên từ nơi đó mà những người thật sự muốn giảng sanh thì mình kiếm, thì mình đủ duyên trong cái duyên chúng ta đang ngồi đây nè. Nhưng mà những người ta chưa muốn giảng sanh thì cái chuyện của người ta đang nghĩ mà, hiểu quý vị, nó khác mình. Nên thôi chúng ta cứ nói trong cái việc chúng ta đang muốn giảng sanh đi. Quý vị ai đây muốn giảng sanh đưa tay thật lòng lên coi. Còn vậy là được quá rồi, đúng không? Những người này là những người có thể chịu đấm ăn xôi được, đúng không? Thì họ là được đó. Đó, nhớ đó, phải nghĩ mình là một căn tính phàm phu nặng nề lắm nha quý vị. Nếu như mà không niệm Phật thì không còn pháp nào cứu nổi mình đâu. Căn tính mình vô nổi những pháp khác, những pháp khác thì có thể thành tựu đó, nhưng mà mình vô nổi thì sao thành tựu đây? Ví dụ như đoạn đường nó gặp nhiều chông gai, mình sẽ đi đến cái chỗ đó để lãnh cúp vàng. Nhưng mà mình đi chưa đến chỗ cúp vàng thì mình chết queo rồi, thì sao mà lãnh được cúp vàng? Nên Đức Phật mới lập ra một con đường cho mình đi cũng lãnh cúp, nhưng mà lại đi được đến con đường đó mà không bỏ mạng. Vì thôi chúng ta chọn con đường đi mà đừng bỏ mạng, tịnh độ này đi được về tới chỗ cực lạc đó. Không? Mà Đức Phật A Di Đà ngày từ bi quá trời nên mười phương chư Phật tán thán. Ngày từ bi là ngày lấy danh hiệu của ngài á để mà kêu mình niệm đi. Mình chỉ cần niệm thì danh hiệu của ngài sẽ đi đầu, đi đầu dọn hết, sạch sẽ hết cho mình đi. Hùm sói cọp beo gì cứ niệm đi thì danh hiệu của ngài sẽ dọn hết à. Được gì mà mình còn không chịu niệm nên mình đi niệm cái gì đó. Nên cái câu chuyện nghịch duyên á, người ta niệm câu Phật hiệu tới luôn, nên cuối cùng người ta giảng sanh đó, nó bước lên đài sen đó, đúng không? Bây giờ chúng ta cũng vậy đi quý vị, cố gắng cố gắng phải lên đài sen của Phật A Di Đà. Ồ, nghĩ đến cái chuyện mà lên đài sen Phật A Di Đà sao trong lòng nó phái gì đâu. Cái khổ gì trong cuộc đời này cũng chịu đựng được chứ. Bây giờ chúng ta đặt lên cái vấn đề cho chính mình. Bây giờ bị người ta châm chích, bị người ta nói xấu, bị chồng đánh, bị vợ bỏ, bị con bắt hiếu, chúng ta đều chịu đựng được hết đi. Vì muốn mình muốn về cực lạc. Nên có một công đoạn này những đứa cũng đọc nhiều lần mà đọc cho vị nghe hay nè, để nhắc nhở những người lớn tuổi, người trẻ luôn. Bạn đã hơn 70 tuổi rồi, không bao lâu sẽ phải chết. Ngay bây giờ phải sắp xếp xong tất cả mọi việc. Trong tâm ngoài việc niệm Phật ra, không nên vương vắng lo âu điều gì. Được như vậy khi lâm chung mới không bị chướng ngại. Nếu hiện nay vẫn còn nhiều việc lo toan, việc gì cũng không chịu buông, ôm chấp một cách nặng nề, đến lúc lâm chung cái tâm tham liếng áo quần, nữ trang nhà cửa, con cháu đều hiện ra, làm sao mà vãng sanh cho được. Nên những người đi vô chùa mình, những đức nói nếu như mình không làm gì thì chùa mình không có được cái gì chứ quý vị. Người nhiều người chưa vô đây được thì nên sắp xếp, còn đã vô đây được thì giữ nguyên tắc này vì nó mới thành công. Vô chùa mình thì rồi dọn hết giùm cho quý vị rồi, quý vị không còn dính cái việc này nữa luôn. Rồi những người trẻ tuổi hay những người còn cha mẹ ngoài đời đã đi tu được thì nên nói thẳng cho cha mẹ nghe. Mấy chú xuất gia điện thoại về nói cho cha mẹ nghe rõ ràng luôn. Lúc mà chuẩn bị xuất gia đều điện nói cho cha mẹ nghe. Mấy chú đều nói một câu này nè: dạ thưa cha mẹ sinh con nuôi con khôn lớn, bây giờ con được cái duyên được vào ngôi nhà Tam Bảo, nên từ hôm nay con là người ở trong ngôi nhà Tam Bảo, lo việc của Tam Bảo, không còn dính dáng cái chuyện của gia đình nữa. Nên chuyện ở nhà thì anh chị em cha mẹ tự lo, còn chuyện của con từ hôm nay báo ơn cha mẹ, báo ơn Phật, báo ơn chúng sanh bằng cách ở trong ngôi nhà Tam Bảo lo việc Tam Bảo.
con không có gì nhà. Nếu như cha mẹ có nhân duyên đi vô chùa thì con nhiệt tình phụng dưỡng cha mẹ trong ngôi nhà Tam Bảo, hoàn toàn chúng con lo và thầy lo, anh chị em gia đình người thân không cần bận tâm đến, lâu lâu vô thăm cha mẹ. Còn nếu như cha mẹ chưa đủ duyên đi vào ngôi nhà Tam Bảo thì khi cha mẹ bệnh đau hoặc mất đi, chuyện anh em, chuyện gia đình người thân tự ở nhà sắp xếp. Điện thoại nói cho cha mẹ rõ ràng luôn, cha mẹ đều đồng ý. À được con, chuyện con tu, con cứ lo tu hành đi. Sau này cha mẹ bệnh đau gì, chuyện đời để đời giải quyết. Quý vị thấy không? Việc này không dễ làm nghe quý vị. Nhưng muốn thành tựu của đường giảng sanh phải làm việc này cho bằng được. Năm xưa Đức Thế Tôn, khi người cha sắp mất, Đức Thế Tôn về, là vì Đức Phật đã thành Phật rồi, Đức Phật mới về. Chúng ta hỏi lại mình có thành Phật chưa mà mình về? Mình về có giải quyết được vấn đề gì? Nên mình cũng không về luôn, vì mình chưa thành Phật. Đúng quý vị, hãy suy nghĩ cho thật là kỹ nha. Nên tất cả những người trong chùa mình đừng có nói cái chuyện thầy vô tình nghe. Cái này là chúng ta là thật sự muốn giải thoát đời này đó, mới làm việc này đó quý vị. Nên tất cả người trong chùa ai cũng đều nghe rất là rõ ràng. Nên cái chuyện mà nói mà gia đình đồ, mà gia đình có người mắc đồ, mà điện thoại vô báo, nhà Đức nói khỏi cần nghe luôn. Tại vì quy tắc của chùa như vậy, nói cho họ nghe làm chi? Để lương tâm của họ bị lưỡng lự và khó xử. Hỏi nghe luôn. Tại vì sao? Vì rất rõ ràng rồi. Thà thành tựu được chỗ nào, thành tựu một chỗ, còn hơn là cả đời không thành tựu được việc gì. Câu này tổ sư nhắc nhở rất rõ ràng luôn, vị thấy không? Việc gì cũng dính mắc, việc gì cũng muốn ôm chấp, tiền bạc gia đình của cải, cái gì cũng dính. Vậy thì cuối cuộc đời làm sao mà giảng sanh cho được? Nó nghe chưa? Nếu không uổng một đời tu không được cái gì. À, bây giờ những cái gì buông được tình chấp thì buông hết đi. Tình chấp á. Còn những việc gì làm thiện được làm thì làm đi. Đừng có đợi ngày mai. Ngày mai biết mình có còn hay không mà đợi ngày mai. À, hiện tại mình còn sống, mình làm là trực diện bản thân mình làm. Mình chết rồi người ta làm, đó là nguyện của người ta làm, chứ không phải là dính mình trong đó. Nên tại sao trong cái Địa Tạng nói rằng lúc mình còn sống mình làm 7 phần hưởng 7 phần, lúc mình mất rồi để lại cho người ta làm, làm thiệt là tốt luôn, 7 phần mình hưởng được có 1 phần hoặc 2 phần. Thấy chưa? Tại vì cái đó là cái nguyện của người ta làm, chứ không phải là mình làm. Nên người mà hiểu biết lúc còn sống cần làm gì làm hết đi, khi mình chết rồi tự nhiên có sự sắp xếp. Chứ đừng có nên sắp xếp cái chuyện của bản thân mình chết. Quý vị biết rằng cả việc của bản thân mình chết làm sao còn không sắp xếp. Mình niệm Phật mình mất rồi là mình về với Phật, việc thế gian để thế gian làm, việc còn lại để người ta làm. Nên có một công đoạn này: trong tâm của bạn ngoài câu Phật hiểu ra không để một chút ý niệm nào khác, ngay cả cái thân này cũng không cần tính toán sau khi chết phải an trí như thế nào. Ngay đến cháu chắc đều xem họ như người xa lạ, không bận tâm chuyện xấu chuyện tốt của chúng nó, chỉ lo niệm Phật, niệm ông Phật của chính mình, một lòng trông chờ Phật đến tiếp dẫn mình vãng sanh Tây Phương. Bạn có thể y theo lời nói của tôi mà làm, tất cả mọi sự đều buông hết, đến lúc lâm chung tự nhiên sẽ cảm đến Phật đích thân Ngài đến tiếp bạn về Tây Phương. Chúng ta niệm Phật mà không giảng sanh là do gì? Tín nguyện có vấn đề. Nên chúng ta đã từng chia sẻ rồi, buông nhất thời mà cứu đời đời còn hơn là nắm nhất thời mà đời đời hại nhau. Hãy suy nghĩ cho thật là kỹ đi. Không có vô tình đâu. Người thế gian cái gì cũng là nói vô tình hết á. Cái trước mắt họ biết, họ không biết cái lâu xa. Nên chúng ta là người hiểu biết nên sâu sắc mà nhìn nhận. Đã được bước vô tới ngôi nhà Tam Bảo rồi thì nên sâu sắc suy nghĩ cho kỹ. Còn ở ngoài đời thì cái đó tự giải quyết vấn đề. Nếu khôn khéo thì biết chạy vào chùa. Còn nếu như ở ngoài đời có công lực thì giải quyết được chuyện sanh tử. Mà hơi khó đó, nhiều sự trở ngại lắm. Nhưng phải nỗ lực đi. Mỗi ngày công phu hai thờ nghe Pháp sâu sắc mỗi ngày. Để làm chi? Để nhận thức nhìn thấu. Nhìn thấu thì mới buông được. Nên quý vị coi, mỗi một con người chúng ta, câu Phật hiệu này mình niệm chắc chắn Phật trước, nhưng phải toàn tâm toàn ý mình niệm câu Phật hiệu thôi. Vọng tưởng nhiều, vọng tưởng ít kệ, nhưng mà bản thân chúng ta luôn luôn đặt tâm vào câu Phật hiệu à.
Vậy thì mình thành tựu con đường giảng sanh. Nhưng nếu cái chuyện tiền bạc của cải vật chất, danh lợi nhà cửa, chùa chiền mình đặt vấn đề nặng quá thì cái nặng quá nó không giảng sanh. Vì nó nặng vào chỗ đó nó đi vào chỗ đó, nó nặng câu vật hiệu thì giảng sanh, mà nặng chỗ đó đi vào chỗ đó. Tâm mình nghĩ sao ra cảnh gì. Nên mỗi một con người tu hành mình nên nhận thức cho sâu sắc, đừng để uổng đời tu này quý vị. Cuộc đời mình tu đời này mà không giảng sanh, hòa thượng Tịnh Không ngày nói không giảng sanh thì đọa địa ngục. Câu từ bi muốn nhắc chúng ta phải tín nguyện niệm Phật giảng sanh. Quan trọng đó. Nhiều người lớn tuổi ngồi đây lắm, suy nghĩ cho thật là kỹ nghe. Nói thầy nói vậy thôi thầy ơi, cái chuyện con cháu mà coi nó như người xa lạ làm sao mà được. Nó sẽ là người xa lạ, tại vì một hơi thở thở ra con hít vào nó trở thành kẻ nghịch duyên. Còn nếu mình về cực lạc được thì luôn luôn là thượng duyên à. Mình về cực lạc rồi là mình sẽ thấy rõ ràng con cháu mình ở đâu hết trơn, mình đến mình giúp. Mình toàn là thượng duyên, con có chút gì nghịch duyên chứ. Mà mình mà không về cực lạc rồi là ô nghịch duyên hết trơn. Không về cực lạc là nghịch duyên hết trơn à. Giờ này dù có thương nhau, dù có ẩm bồng trên tay, có thương cỡ nào thương, nhưng mà mình mà không về cực lạc là hoàn toàn nghịch duyên. Đời này mình làm mẹ người ta, nhưng đời sao biết đâu người ta làm chồng mình. Nó cứ lộn lên lộn xuống vậy đó, mà lục đạo luân hồi xoay chuyển không dứt. Nên nghĩ tới cái cảnh lục đạo luân hồi ghê quá. Nhưng mà mình không có dễ làm người đâu, đừng có nói mà làm vợ làm chồng trong đây làm chi. Làm người khó dữ lắm. Nên Phật nói là được thân người khó được, gặp Phật Pháp khó gặp. Nên gọi là trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được Phật Pháp. Nên hôm nay nghe được rồi quyết tâm tu hành để cầu giải thoát. Khó có thân người lắm á. Chứ đừng có nói mà đời sau thân người khó lắm á. Mà có thân người đi chăng nữa cũng khó gặp được cơ hội gì lắm nè. Khó gặp được cơ hội mà chia sẻ nghe được gì lắm. Đó. Đây là những điều tặng đáy lòng mình chia sẻ với nhau đó. Trong cái cuộc đời này nên nhận thức cho sâu sắc. Hiểu rồi thì tự nhiên sẽ buông từ tâm mà. Sẽ tự nhiên không phải là cứ vị đá đổ nhà cửa đâu. Nhưng vì sẽ buông từ tâm á. Buông từ tâm là sao? Khi gặp sự cố gì cái là buông liền, không nói dòng do chứ. Hoặc là mắc rồi là nhẹ nhàng liền. Tại vì mình đã buông tự tâm rồi, chứ không phải kêu vì đá đổ nhà cửa. Mình ở ngoài đời sao đá đổ nhà cửa. Còn mình đã vô tới chùa mà người ta lo hết thì phải buông hết. Tại vì sao người ta lo hết thì mình phải buông hết, để mình tiện giảng sanh. Còn mình ngoài đời là mình không thể nào đá được đổ nhà cửa. Mình đá đổ nhà cửa rồi mình sống sao đây. Nên mình buông cái tình chấp của cái nhà cửa, buông cái tình chấp của cái chồng vợ, buông cái tình chấp của con cái. Sống ngoài đời thì phải na ná giống họ mà buông tình chấp. Nhưng trong đạo thì buông chót lọt. Nó nên con đường giảng sanh trong chùa nó tiện cho mình nhiều lắm, vì cơ hội buông chót lọt. Hay không? Bây giờ thí dụ như những đức là ông thầy, mà những đức ở ngoài đời từng có vợ có con ví dụ đi. Nhưng mà Như Đức đã vô đạo tu rồi, đâu có nói cái chuyện con Như Đức nữa. Thấy không? Cái cơ hội lớn chưa? Nhưng mà mình ở ngoài đời mà mình nói không có phải con mình, người ta đánh giá mình, người ta nói mình. Nhưng mà mình bước vô chùa, người ta, mình nói không có con cái trong đây, thì tự nhiên câu này có thể nói được, nói thông. Nhưng mình ngoài đời mà nói không phải con cái mình, người ta đánh giá mình. Không phải chồng mình, người ta đánh giá mình. Đúng không? Nên buông là buông cái tình chấp của người đời. Còn trong đạo nó buông luôn cái hình thức luôn quý vị à. Có cơ hội lớn ghê. Nên nhất là điểm chùa của mình là cơ hội giảng sanh cao. Tại vì cơm ăn áo bận lo hết trơn. Lo hết trơn luôn. Lo quan tài, lo hết trơn, lo hộ niệm. Cái gì cũng có người đứng lo hết trơn luôn. Chỉ cần lo niệm Phật là được rồi. Ồ, gì mà không giảng sanh nữa thôi. Đó, bây giờ chúng ta ngồi với nhau gì nè. Bàn luận về cái chuyện giảng sanh. Đó, mà được bàn luận gì cũng hay lắm rồi. Thời tiết dù có hàm nóng nhưng mà ngồi ở đây cũng cảm thấy hạnh phúc. Chúng ta đang ngồi gì Phật cũng đang khen mình đó. Phật á, Ngài dùng tướng lưỡi rộng dài, Ngài khen mấy người Phật tử ngồi đây, nam nữ thiệt là dễ thương gì đâu. Không, Phật khen á, mình dùng cái chánh văn đi để dễ hiểu á. Chánh văn là người Việt chúng ta, chứ nếu mà Phật khen mà văn tự của Phật thì khó nghe, khó hiểu. Nhưng mà Phật khen là Phật tử đây dễ thương.
thời tiết nóng nực vậy mà nghe bổ nguyện của ta, nó ngồi nó nghe, nó cười, nó vui, nó không có ngủ. À, Phật nhìn thấy hết trơn từng người luôn. Phật á, là Phật nhãn. Đã là Phật nhãn á, thì nhìn rõ luôn. Thiên nhãn còn nhìn chưa rõ. Thiên nhãn nhìn nguyên một vàng người đông chưa chắc nhìn hết. Nhưng Phật nhãn hoàn toàn nhìn rõ như trong lòng bàn tay luôn. Mỗi một người đang ngồi đây Phật nhìn rõ ràng hết luôn. Đó. Quý vị ngủ hay bị thức, à, hay quan hỷ hay không quan hỷ, Phật nhìn từ cặp mắt Phật nhãn nhìn rõ hết luôn, như trong lòng bàn tay luôn. À. Mà nãy giờ toàn là nói cái chuyện niệm Phật giảng sanh không, mà quý vị ngồi nghe gì Phật khen quý vị. Mà Phật mà khen một tiếng thôi là quang minh theo cái tiếng khen đó, từng người được hưởng, được chạm quang minh. Nhớ nha. Ồ, mà chạm quang minh một cái là quý vị biết sự an lạc cỡ nào chưa? Trong cái lúc quý vị đang ngồi đây là nghiệp chướng đã tiêu trừ rồi đó. Trong cái cõi này của chúng ta nè, là nghiệp chúng ta tiêu rồi, là chúng ta đi tạo lại. Cái cõi là vậy đó, chúng ta vừa mới tiêu nghiệp xong ngồi đây là ra ngoài tạo lại. Ghê chưa? Cái cõi này là như vậy mà, giống như xài hết tiền đi tạo tiền đó, phải không? Thì ở cõi này là chúng ta sẽ đi tạo nghiệp lại, nhưng lúc ngồi ở đây cái gì cũng hoan hỷ, là nghiệp tiêu rồi đó. À, phải ở đây mình trong lòng quý vị cảm thấy nhẹ nhàng, không muốn quýnh ai, đúng không? Đúng không? Là nghiệp tiêu trừ rồi, là nghiệp tiêu rồi đó. Quý vị nhớ nè, ở thế giới cực lạc có một cái khả năng này mà hay nè, cực kỳ hay luôn. Khi người ở thế giới cực lạc, quý vị biết á, những cái gì mà họ không thích nghe là họ không bao giờ thấy. Ở thế giới cực lạc là gì đó, cái gì mà họ không thích nghe là họ không bao giờ thấy. Pháp nào mà họ không cần nghe là họ không bao giờ nghe pháp đó. Ví dụ như người tu thiền mà Phật thuyết tịnh độ, họ đâu có thích nghe tịnh độ đâu, nhưng họ sẽ nghe tu thiền. Thấy không? Nên pháp âm của Đức Phật khi thuyết ra là vạn vật trong vũ trụ nhân sinh đều nghe được. Một pháp âm vạn vật đều nghe được, nên gọi là pháp âm của Phật. Nên âm thanh của Phật là mọi loài đều được nhờ. Nhớ nghe. Từ nơi đó mà ở thế giới cực lạc, vì sao mà tiêu nghiệp hết từ tâm? Vì những gì không muốn là nó không thấy. Toàn là thấy cái thuận lòng thuận ý không à. Vậy thì nghiệp ở đâu mà còn tồn tại trong tâm? Hiểu không? Quý vị bây giờ mà đang nghe gì mà trong lòng thoải mái, vị thấy rõ ràng tâm trạng vị nhẹ nhàng lắm. Nhất là nghe những điều mà trong tâm mình thấy mình thoải mái là nghiệp tiêu liền à. Quý vị thấy mà quý vị sảng khoái là nghiệp tiêu hết trơn rồi đó. Nhưng mà một chút gan cơm nó tăng lại, rồi đi ngủ nó tăng lại, thấy không? Nhưng mà mình ở cõi này nó là phải tạo ra thì phải xài, thì nó phù hợp cái cõi ta bà. Nhưng xài gì xài, nhưng phải chừa nghe, phải chừa vốn nghe chưa, vốn về cực lạc. Nó bây giờ những đức nói với vị nghe nè, mình là phàm phu cõi đời này nè. Bây giờ quý vị muốn ngồi nghe trực diện nghe những đức giảng gì đi, quý vị cũng tạo nghiệp rồi đó. À, tại vì cái tâm quý vị muốn cái tâm dành chỗ ngồi là nó đã tạo nghiệp rồi. Nhưng mà khi ngồi ở trực diện ở đây nghe thì nó lại giải đi cái tâm đòi danh hồi nãy, thì đâu nó tiêu nghiệp. Nhưng mà mới đến danh là nó đã tạo nghiệp liền. Nhưng vì mình là phàm phu nên muốn nghe trực tiếp, nên cuối cùng thì mình vì cái đó mà mình đi tạo nghiệp. Tạo nghiệp rồi mới nghe xong mới thông cái tâm thì lại tiêu nghiệp. Thấy không? Cho quý vị biết á.
Còn có những người, người ta ngồi thiệt là xa, người ta không nghe được rõ, người ta không có nghe từng câu từng chữ được tiếp nhận. Trong lòng người ta lại không vừa bụng, người ta lại tăng nghiệp ở ngồi ở xa. Thấy ghê không quý vị? Nó kinh chưa? Cái cõi này quý vị thấy kinh khủng không? Nên ở cõi này cái thứ gì mình cũng tạo nghiệp dính hết trơn á. Nhưng mà nó không bị đỏ là do cái gì? Nó dính A Di Đà Phật á. Ở cõi này mà cái thứ gì mới bị mà không tạo nghiệp, những đức giảng pháp đây cũng tạo nghiệp nữa. Tại vì sao quý vị biết không? Có phước nhưng mà nó lại có tạo nghiệp. Vì sao? Vì nó có cái ngã là sao không tạo nghiệp. Bây giờ giảng gì mà không ai vỗ tay đi, giảng chút nghỉ, không còn cảm giác giảng nữa, nghỉ giảng. Thấy chưa? Tinh túy của cái ngã. Hoặc là nước ngồi giảng gì mà bị ở dưới bị nói giảng dở ạt, là trong lòng ngồi đây đã thấy tức tối rồi, phải nghiệp không? Đó. Nên mình còn mang cái thân phàm phu và còn cái tâm của phàm phu thì ở cõi này là cái nghiệp chứ cái gì? Nó là cái nghiệp chứ cái gì? Nhưng vì sao nó là cái nghiệp mà phải làm? Vì nó là phàm phu phải làm. Nó là phàm phu nên phải làm. Chứ nó không làm thì sao mà sống? Tuy nó là cái nghiệp nhưng mà muốn sống thì phải làm như vậy đó. Quý vị coi người ta ăn mặn, người ta biết rằng là tạo nghiệp nhưng người ta vẫn ăn mặn. Vì người ta ăn chay không được, người ta không ăn mặn, người ta sống sao? Mà người ta muốn sống thì người ta phải tạo nghiệp. Hiểu không? Bây giờ nói đâu xa chi quý Phật tử. Bây giờ chính quý vị là người nghe đạo, biết tu, nghe nhân quả nè, mà quý vị còn đi tạo nghiệp kìa. Ở ngoài đời quý vị cũng tạo nghiệp nữa đó. Dù nghe những đức nói mỗi ngày quý vị cũng tạo nghiệp nữa. Tại vì sao? Vì cái cõi này là nghiệp, mà không tạo sao sống. Hiểu chưa? Không tạo sao sống. Nếu cái gì cũng là muốn tôi phước không, không có một chút nghiệp gì, thì cái tâm của phàm phu không có làm được. Cái tâm của phàm phu không có làm được. Có khi á, mình tức cái gì đó, mình tức dữ lắm, người trong chùa luôn, mình tức người trong chùa, nói hoài mà không nghe mình tức. Mình nói giờ chữ thì tạo nghiệp, mà không chữ thì tức quá, ấm ức. Cố gắng niệm Phật để đừng có chữ, nhưng mà niệm không nổi, nó tức hơn cái niệm Phật. Có không? Thấy chưa? Dính liền, thấy chưa? Bởi vì ta thích nghe những đức giảng là đúng chỗ này nè. Đem mình ra mà nó lại hành hạ được nhiều người, đúng không? Biết rõ ràng luôn. Vì mà tức quá. Bây giờ tức, rồi xong mình niệm Phật một chút cái nó lạng trước mặt mình, nghiệp nó chọc cục tức của mình nổi lên. Mình niệm được chút rồi, mình thấy xong rồi đó, mình buồn. Nhưng mà nó lạng lại trước mặt mình, nó gầy nữa, nó gầy nợ nữa. Là tại vì sao? Vì giữa mình với nó cái nghiệp quan gia này không trả không được. Mà cái định lực niệm Phật của mình chưa đạt đến cái trình độ mà giải luôn cái tâm. Nó còn cái tâm nghiệp nặng quá. Cuối cùng tức quá, mức quá rồi, ăn không ngon ngủ không yên vì cái tức này. Quyết định chữ một cái. Ghê không? Đó. Nên cái người mà đạt công phu á, là chữ như không chữ thì cái này ghê lắm, không có giỡn đâu. Chữ tá lả âm binh mỗi ngày mà không phiền não một chút nào chứ, thì cái này kinh lắm. Thì quý vị niệm Phật đi, một ngày nào quý vị sẽ được à 100% quý vị luôn. Nói câu 100% là phải nếm mùi rồi đó. Mới nói câu 100% đó. Những đức từng nói với vị nghe, nếu những đức nuôi người già, nuôi chúng trong chùa đông gì mà những đức không luyện được cái công phu đó thì những đức chết trước đại chúng, đúng không? Những đức từng nói mà, những đức là luyện công phu đó đó quý vị. Mỗi ngày không la người bình thường thì người bình thường không tốt. Ghê không? Đừng có nói mà con cái bị không nói nó tiếng nào mà nó tốt nghe. Tại vì cái loại thức ăn này ở cõi đời là phải có cái loại thức ăn đó đó.
Nó không có loại thức ăn đó là thức ăn ngon, nó không thấy hương vị. Những đức nói với vị nghe nè, quý vị mà hưởng được an lạc của Phật pháp là quý vị phải chịu đấm ăn xôi của cuộc đời. Chứ nếu rằng ở cái cõi đời này mà nói rằng con không muốn chịu đấm ăn xôi mà muốn hưởng cái hương vị an lạc, không có đâu. Những đức nói với vị biết, nếu thời tiết này nó mát như máy lạnh vậy đó thì máy lạnh không còn nghĩa địa gì nữa chứ. Nhưng mà do ở bên ngoài nó nóng quá nên khi mình nhảy vô máy lạnh mà nói công nhận nó sảng khoái gì đâu thì nó mới cảm giác được máy lạnh. Con người mà không từng đói làm sao cảm giác được cái no. Hiểu chưa? Nên cái viên thuốc ở trong cái cuộc đời này nó có viên thuốc độc, nhưng phải uống. Không uống không được. Hiểu chưa? Nếu không uống viên thuốc độc thì không có viên thuốc giải của Phật đâu. Hiểu chưa? Đừng có lo, đừng có sợ. Ở cõi đời này là phải uống thuốc độc à. Nên Phật mới bào chế thuốc giải. Ông giảng tới những công đoạn này nó phê. Nó thật sự luôn. Em phê. Nó thật sự, những đức giảng mà cảm giác em phê. Tại vì sao? Cảm thấy mình có sự tự tin giảng sanh quá. Tại vì ở cõi này là phải dùng thuốc độc thôi. Nếu chúng ta hoàn toàn tránh cũng tránh không được nè. Ai thuốc độc đầy chứ sao tránh? Tránh nó sống sao? Cái tham sân si là cái liều thuốc độc để cho chúng ta sống trong cuộc đời này đó. Dứt nó luôn thì chúng ta gì với Phật? Chết liệt. Nhưng mà mình không dứt được nó mà mình lương ương mới chết thôi chứ. Nên bắt buộc mình phải dùng để gây dựng mình để mà tu. Đó, phải dùng tham sân si để rồi niệm Phật, chứ không dùng nó luôn mà mình không dùng nó thì không được. Phải chi mà mình không dùng nó luôn mà mình niệm được, đã có Phật hiệu này thì mình dứt một phát là mình về cực lạc rồi. Nhưng mà mình không dứt được, mình không làm được điều đó thì bắt buộc mình phải làm từ từ. Nên mình phải dùng nó mà giảm liều thuốc độc, giảm liều thuốc độc lại, giảm đi, giảm thì được, đúng không? Đó, chỗ này mới hay nè. Chúng ta là đang giảm liều thuốc độc. Giống như có chú này ông bị bệnh tâm thần, nhưng lúc bệnh lúc không bệnh. Khi ông nghe những đức giảng thì ông nói rằng là lúc trước con uống 10 viên thuốc của một ngày là cầm lại bệnh tâm thần. Nhưng khi con nghe thầy giảng, con làm việc trong ngôi tam bảo, con thấy bây giờ con có thể giảm được 2 viên rồi thầy. Nhưng đó nào cứ giảm đi. Rồi thời gian ông giảm thêm 1 viên nữa, rồi thời gian ông giảm 1 viên nữa. Và cuối cùng ông nói bây giờ một ngày con chỉ dùng còn có 2 viên thuốc này thôi. Đó, nghe hiểu không? Thì tham sân si của chúng ta tu á, giảm từ từ còn 2 viên thôi. Còn 2 viên tham sân si thôi. 2 viên này nó cũng nhẹ lắm. Nó vẫn còn tâm thần, nhưng mà nó nhẹ lắm rồi. Đúng không? Đó, mình vẫn còn tham sân si nhưng nhẹ lắm rồi. Mình dễ buông lắm rồi. Kêu dứt luôn chưa. Những đức hỏi các cô nè, các cô ai mà không muốn đẹp, đúng không? Vậy thì bây giờ, ngày xưa mình muốn đẹp 10, bây giờ mình muốn đẹp 5, vẫn còn muốn đẹp, đúng không? Nếu kêu mấy cô không muốn đẹp, việc này không đúng. Đó là tham đó. Rồi sân hận. Mấy cô ngày xưa 10 phần sân hận, bây giờ các cô cũng còn 5 phần, đúng không? Khi mấy cô dứt luôn, xin lỗi thầy con làm được. Si mê là ngu si. Con biết việc đó là ngu si đó, nhưng con vẫn nhào đầu vào. Ngày xưa con nhào vô 100% luôn thầy, nhưng bây giờ con nhào 50. Thấy chưa? Là giảm ngu si rồi. Đức Phật nói con giảm đi rồi gầy dựng tính nguyện của ta cao lên. Con còn mà ta tiếp dẫn. Đó, thấy không? Con còn mà ta tiếp dẫn. Vì cái tâm gầy dựng niệm Phật giảng sanh của con nó mạnh hơn cái tâm tham sân si. Ba thằng tham sân si chạy với Phật, mà cuối cùng Phật qua mặt nó thì chúng ta đi về thế giới của Phật. Nếu trong ba thằng đó mà có một thằng qua mặt Phật thì chúng ta đi về gần bên cạnh thằng đó. Tùy quý vị chọn đi.
Nên chúng ta tu là càng ngày càng giảm tham sân si, chứ không phải diệt tham sân si. Nhớ nghe quý vị, hiểu được nguyên lý này rồi thì chúng ta tự nhiên không muốn trách ai nữa chứ. Vì chúng ta là loại bệnh chung. Quý vị biết vì sao cái người giảng pháp mà người ta nghe ai cũng nghe được không? Vì chúng ta biết mình là loại bệnh chung. Nên trong nhà Phật có câu nói rằng nhìn mình là thông minh, mà nhìn người là thông minh, mà nhìn mình mới là trí tuệ. Nếu khi nhìn được mình rồi thì tất cả pháp nó đều một nguyên lý hết chứ, nó không có khác gì chứ. Nên chúng ta giảng ra thì ai cũng nghe được hết chứ. Vì đây là bệnh chung nên nghe ai cũng dính. Bệnh chung nên nghe ai cũng dính chứ, đúng không? Thì thấy một buổi chia sẻ nó thoải mái tâm tư vô cùng chưa? Có nhiều người nói thầy ơi, thầy đừng có nói trời ơi, thầy nói Phật ơi. Những đức nói tôi thích kêu trời ơi, vì tôi hiện tại chỉ là cõi trời là cũng được rồi, hiểu không? Kệ, tôi cứ kêu trời ơi, nhưng mà tôi đi đâu là chuyện của tôi, hiểu không? Tôi thích câu trời ơi chứ chưa có đạt cái trình độ Phật ơi. Chừng nào tôi đạt cái trình độ Phật ơi, tôi sẽ niệm Phật ơi, miễn sao thoải mái thôi chứ, hiểu không? Đó. Còn cái những người chúng ta đi niệm Phật mà chúng ta kêu mẹ ơi, à, thì cứ kêu mẹ ơi đi, lúc nào niệm Phật cứ niệm, niệm từ từ sẽ bớt mẹ ơi. Hãy thoải mái không? Quá thoải mái, tại sao bắt buộc mình quá vậy? Đó. Nên quý vị học Phật làm sao mà tâm trạng quý vị nó thoải mái là đặc biệt rồi. Thoải mái, thoải mái không phải là tùy tiện nha. Nhớ câu thoải mái chứ không phải tùy tiện. Thoải mái là tâm trạng mình cảm thấy mình nhẹ nhàng, mình không có bực bội khó chịu, cái đó là được rồi. Chứ không phải là mình tùy tiện để thoải mái nghe. Ví dụ như ngoài đời người ta cũng muốn thoải mái, người ta đi nhậu, người ta đi uống cà phê, người ta đi làm chuyện tầm bậy tầm bạ cũng thoải mái. Nhưng mà mình thoải mái trong Phật pháp là tâm trạng mình buông những cái sự hờn giận buồn trách ra, rồi mình không có nặng nề những chuyện này chuyện kia không phải của mình, thì đó là phương pháp Phật dạy thoải mái đó, hiểu chưa? Đó, nên mọi người nghe gì rồi cố gắng nhớ nghe, cái việc sanh tử cuộc đời là quan trọng nhất. Từ khi còn trẻ cũng rèn đi, chứ đừng có nói tới già. Còn đi về chùa mà được mấy ngày gì á, thì mình ví dụ nằm chặt chội hay nằm khó khăn một chút, quan hỷ, quan hỷ, thì mới nói một ngày một đêm mới cõi ta bà một bằng 100 năm thế giới Cực Lạc. Chứ sao mà cõi ta bà tu một ngày một đêm mà bằng 100 năm thế giới Cực Lạc vậy, thấy không? Mình phải chịu khó chịu khổ làm sao á. Rồi thêm một cái nữa, xuống lấy cơm, tự nhiên hộp cơm mình vừa dối tay ra, nó sọt vô, nó giật cái hộp cơm trên tay mình. Mình nói ai với Đà Phật, gặp ta chen vô đông quá, mình đứng vòng vòng mình niệm Phật chút hay vô lấy cơm. Rồi mền gối nằm có khi đông quá nằm không đủ, hoặc là đến gần cái bà này bà không tắm hôi rình, mình đều chịu đựng được hết. Mình không có buồn trách gì chân á, buồn thì buồn nhưng mà buông ra. Vậy thì bèo bèo gì chúng ta cũng được 50 năm thế giới Cực Lạc, đúng không? Nhớ nghe, một ngày một đêm mà được 100 năm ở thế giới Cực Lạc là do gì? Đạt quá đó, 100% mới được gì. Còn mình được 50, mình được 50 thì mình được 50 phần à, cũng được, ngon lắm à. Không, bây giờ mình đòi hỏi cao quá cũng không được à. Mình nhất định là sống với đông người mình phải bực bội. Bực bội là hạt giống để nuôi cho mình an lạc. Đừng có nói chuyện giỡn chơi nghe à, bực bội như vậy đó, nhưng mà nó là hạt giống đó, để giúp cho chúng ta nhìn thấu sự an lạc đó. Quý vị nói sao thầy nói giảng kỳ cục, bực bội mà là hạt giống để nuôi cho sự an lạc. Nè nghe nè, khi bực bội rồi lúc đó sẽ thấy mình ngu, hiểu chưa? Rồi mình mới phát sự an lạc, mới thấy mình khôn. Nếu mà không có cái ngu đó, không đố mà thấy cái khôn, đúng không? Ví dụ như mấy cô bây giờ làm mẹ rồi, thì mấy cô ngày xưa cũng từng bị gạt. Có những cô ở đây cũng từng bị gạt, bị đàn ông gạt. Có sao không có? Rồi sau này mình mới khôn, mình mới dạy con gái mình.
Gái nếu nó khôn nó hỏi mẹ vậy ngày xưa mẹ có bị gạt không? Mình nói một câu, tao mà bị gạt sao tao khôn? Thấy chứ? Nên đó, bị gạt đó là hạt giống của ngu. Nên có hạt giống đó mà hôm nay mới khôn. Đó, thằng Tách kỹ luôn đó nghe, rõ ràng rồi đó. Nên mình hãy làm người ngu thì nó mới khôn. Chứ nếu như luôn luôn mà mình không muốn mình là người ngu thì mình sẽ luôn luôn kiêu ngạo ngã mạn, sẽ không bao giờ khôn đâu. Chắc chắn với vị luôn nha. Nó sống trong cuộc đời này đừng có sợ bị gạt. Tại vì mình gạt người ta gạt mình thôi. Nói rõ ra không ai ngu đâu. Nhưng do gì gạt người ta nên bây giờ người ta gạt mình thôi chứ ngu cái gì. Nói rõ ra là vậy đó quý vị. Nhưng phải chịu đựng mình ngu, phải cho mình ngu đi để hạ cái ngã xuống thì nó mới lòi cái khung ra. Hiểu không? Đó, như quý vị nhớ nghe, mình gạt người ta gạt mình đó, trong cuộc đời này đó. Chứ không có cái nhân đó thì không có cái quả đó đâu. Nó làm sao mà tự nhiên ngu được, không có cái nhân làm sao có cái quả mà gạt. Nên mình là do bị gạt là do gì mình đã từng gieo cái nhân gạt người ta. Nên trong cái cuộc đời này đừng có buồn là hay lắm. Tại vì sao? Vì mình bây giờ trả cái nợ gạt. Trả cái nợ gạt người ta. Thấy không? Thí dụ như ngày xưa mình đã từng nợ người ta 5 nụ hôn thì nhất định đời này mình phải trả cho người đó 5 nụ hôn. Đời này mình phải trả nợ cho người ta là mình đã nợ người ta 5 năm chăn gói. Thì đời này đến đây phải trả nợ 5 năm chăn gói. Không, chắc 5 năm gửi quá có lờ. Lúc đảo có lờ quý vị, chứ nó không phải 5 năm đâu, có lờ mà. Hiểu chưa? 5 năm rưỡi. Lờ nửa năm. Còn nếu như quý vị thiếu nợ là 40 năm chăn gói thì quý vị phải trả nợ 40 năm chăn gói. Nên nói là thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Đặc biệt nha. Đó. Còn đời này quý vị thiếu nợ cho 3 người đàn ông chăn gói thì quý vị phải trả nợ cho 3 người đàn ông chăn gói. Chạy chờ có không khỏi nắng nữa. Nhưng xin thưa quý vị tu hành có thể chuyển được 2 ông không? Chuyển được. Vậy Đức Thích Ca Mâu Ni ngài nói rằng ta đến thế gian để giúp chúng sanh chuyển nghiệp lực trở thành nguyện lực. Nên nếu thật sự cầu sanh cực lạc là chuyển được luôn 2 ông. Nhớ nghe, là mình sống với người đàn ông này mà gãy gánh, đúng ra mình chấp 2 cái gánh. Nhưng mà quý vị gặp những đức mà nghe giảng gì, quý vị có thể thoát được 2 cái gánh kia luôn. Là do cái tu quý vị mà thoát được 2 cái gánh. Tu thoát được đó. Còn nếu như quý vị nói rằng ơi, nợ tới 3 thằng mà thầy nói rồi, chạy chờ cũng không khỏi nắng đâu em ơi, thôi gặp thì cứ trả đi, thì tiêu rồi. Mình là giống như là mình xui theo số phận. Con người tu hành tuy là tùy duyên, nhưng những đức đã từng nói là phải phan duyên. Tùy duyên là không làm được luôn, cỡ nào cũng phải bị dính hết trơn thì mới tùy duyên. Còn thoát được thì phải phan duyên mà thoát. Hiểu chưa? Tại vì người ta không tu nên người ta nói thôi, thiếu nợ thì trả đi, thầy đã nói rồi, than van làm gì. Cái câu này nó cũng có tác dụng phụ cho người không tinh tấn đó. Cái người mà không dũng mãnh là sẽ chiều theo số mệnh đó. Đó. Hoặc là gặp sự cố mà không thoát ra được, nói chắc là thiếu nợ nên nó trả đại đi. Tuy có chồng rồi nhưng gặp cái tên này cứ dè dặn hoài, chắc là nợ nên tối nay trả đại phước cho rồi. Đó là cái bản thân mình muốn mà mình đổ thừa cho nợ. Bản thân mình muốn mà mình đi đổ thừa cho nợ, là mình muốn mà mình đổ thừa cho nghiệp. Hãy tự hỏi lại lương tâm của mình, mình muốn hay nghiệp? Có nghiệp mà cũng có muốn thì gán mà chịu, đúng không?
Còn nếu như nghiệp mà bản thân mình lại điều chỉnh đi để lạc nghiệp thì bản thân mình không dính, là do mình muốn giảng sanh mạnh quá, mình nói thôi dính vào phiền phức quá, thôi cố gắng mà tu để vượt qua, chạy về nhà liền, chạy đến chùa liền thì thoát rồi. Nhưng mà mình cứ rầy rà nó đó, mình cứ dè dặn cái phòng đó hoài, nó mình sợ người ta buồn, sợ người ta buồn người ta trách mình, sợ bỏ người ta đó một mình, người ta cô đơn tội nghiệp người ta, nó cứ dè dặn cái phòng. Ở cuối cùng nó chụp mình vô phòng, mình nói thôi trả đại đi, là do mình muốn. Rồi có cái nghiệp, rồi có mình muốn nữa, là tại mình đổ thừa cho nghiệp hết trơn à. Cái gì cũng nghiệp đó, trả đi. Còn thí dụ như là chồng ruột của mình á, chồng ruột là chồng ở nhà, thì cái chuyện này bản thân mình phải thật sự mình thấy nó trả thì mình phải trả. Còn cái chuyện mà người ta ở trên trời dưới đất gì mình tránh đi, chứ hoặc là mình đã có gia đình mà gãy gánh thì thôi mình không có muốn ghép cái gánh này chi cho khổ, mình tránh đi, mình lo mình tu mình tránh. Chứ ai mượn mình nhào đầu vô mình nói nghiệp, nhào vô mình nói trả mà khổ quá trời, thì mình thất bại rồi, thấy chưa. Nó nên trời ơi, nói về nhân quả trong cõi đời này nó như màn lưới vậy đó, nó như màn lưới vậy đó, nó đầy nó đầy hết trơn á. Nó, bởi vì quý vị nếu không niệm Phật quý vị thấy còn đường nào tốt không? Nên câu Phật hiệu là cái giác ngộ để giúp cho mình nhìn ra nghiệp để mà tránh. Câu Phật hiệu hay lắm. Quý vị thấy không? Quý vị mà càng nghe những đức giảng quý vị sẽ thấy nó sâu sắc thì sao? Những đức nói thiệt, những đức giảng mà những đức còn thấy nó sâu sắc á. Không nói thiệt những đức không hiểu sao luôn á. Những cái điều này những đức chưa bao giờ suy nghĩ được luôn á. Nhưng mà trong cái lúc mà chia sẻ này nè, những đức lại tự nhiên sao mà nó sanh ra những cái điều mà mình cỡ mở những điều này mà tặng đáy lòng bản thân mình luôn. Cái này những đức nói thật là chính bản thân những đức cũng phải cần những đức giảng những đức nghe luôn. Chứ đừng nói chi giảng cho vị nghe làm gì. Có những cái những đức bực bội những đức không sợ được luôn. Nhưng mà những đức giảng pháp xong là những đức thông tâm luôn vậy đó. Này là 100% những đức nói thật lòng chứ ngồi tam bảo luôn đó quý vị. Những bài này quý vị nên nghe lại nhiều lần đi, những đức nói thật lòng đó quý vị nên nghe lại đi. Nghe lại quý vị sẽ được lợi ích rất là nhiều luôn. Rồi quý vị sẽ thông cái tâm mình nè, mà thông cái tâm là tiêu cái nghiệp. Thông cái tâm là tiêu cái nghiệp. Nên nghe đó theo mặt tươi rối thấy chưa? Nhìn xuống đi. Một tiếng mấy đồng hồ mà mặt tươi rối luôn á. Đây là 100% luôn. Nhưng mà cái bữa nay nè, bây giờ mình phải nhìn nhận cái cách giảng này nghe. Cái cách giảng này là nó càng sâu quý vị, mà khỏe nữa. Nó không có hao năng lượng quá, mấy cái cách giảng lúc trước nó cũng đạt lắm mà quá cừ. Mình những đức cũng cười quá nên cái mặt nó hốc hác, cười quá cái miệng nhọn, cười dữ quá nó cũng bị hốc hác quý vị, hiểu không? Nó cười nghiêng cười ngã, cười dữ quá, biết không? Hay lâu lâu làm vậy thôi, bây giờ điều chỉnh lại, hiểu không? Nó mà thấy trời mặt sao đẹp, ai cũng đẹp nghe, thấy rõ ràng nó dưới nhìn kìa, nó mấy bà dưới bữa nay nhìn cũng đẹp, tại vì sao bữa nay nó cân bằng. Vị nhớ lúc trước mình giảng mà trên đây mà cười dữ quá đó, mấy người ngồi xa người ta không có cảm giác này sâu. Nó có thứ gì đâu mà trên nó cười dữ. Đó thấy chưa? Nó không được đạt như bữa nay. Bữa nay ở trên im im vừa vừa, mà có cười cũng gộ nhẹ, đúng không? Chứ lúc trước mình gộ trên đây dữ quá, ở dưới người ta cũng bực mình. Ở dưới á, ở dưới nói không biết cái thứ gì đâu mà chê, mà nó cười dữ, nó cười vậy ầm, nên mình bị tổn bớt đi. Còn bữa nay á, mình ở đây mình gộ nhẹ, ở dưới cũng gộ chung, nên hai bên nó cân bằng, nên bữa cái pháp hội bữa nay nó thù thắng. Nó thiệt á, mình giảng bữa nay mình mới thấy nè ha. Nó mà mấy cô trên đây bữa nay mình nghe mình cũng áp phê rõ ràng mà, đúng không? Chứ đâu phải cần mà háo hức quá đâu quý vị. Đó, hồi cứ như vậy mà mình chia sẻ là ngon rồi đó. Ha. Đó. Nên mong tất cả chúng ta cố gắng niệm Phật, tín nguyện phải kiên cố. Nhớ nghe câu Phật hiệu này ngon lắm. Nắm cho chắc nghe chưa? Ồ, nguyên một buổi giảng gì mà là từ niệm Phật mà ra không?
Phải tin nghe. Mấy cô ngồi đây, mấy thầy, mấy chú ngồi đây phải tin nghe không? Từ câu Phật hiệu mà thành ra một bài giảng sâu sắc như vậy, chứ không có một cái gì chuẩn bị trước chứ. Hiểu chưa? Nên đã biết được điều này rồi, ô nắm câu Phật hiệu đi, nắm cho chắc nghe. Cứ nắm cho chắc câu Phật hiệu, cái gì cũng vượt qua được, vượt qua được hết. Tin đi, tin đi. Tin Phật có năng lực giúp cho mình 100% giúp cho mình được 100% luôn. Quý vị có tạo tội nghiệp gì mà quý vị hãy tin Phật A Di Đà đi, Ngài chắc chắn Ngài sẽ giúp quý vị về tới cực lạc được. Chắc chắn luôn. Yên tâm đi, cứ tính nguyện niệm Phật đi. Chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem con được này hơn.